Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á test kit là lỗi hệ thống. Ai đứng sau vụ Việt Á hay nguyên nhân nào dẫn đến vụ Việt Á đều là những câu hỏi mà dư luận rất muốn biết. Nhưng các nhà lãnh đạo cộng sản tất nhiên chỉ lý giải theo hướng có lợi cho sự duy trì cai trị độc tài toàn trị của họ. Rồi nhân dân sẽ tự tìm cho mình câu trả lời thay vì ăn phải nửa ổ bánh mì giả dối. Tác giả Lê Minh Nguyên cho rằng vụ Việt Á chính là lỗi hệ thống với phần phân tích đăng trên báo Tiếng Dân với nội dung được chia sẻ như sau. Ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng chỉ ra rằng chế độ chính trị Việt Nam có đầy rẫy lỗi hệ thống. Nhưng sau đó ông bị khiển trách và không dám nói gì thêm nữa vì đó là điều cấm kỵ. Mà lỗi hệ thống thì phải sửa chữa hệ thống, tức là hệ thống độc tài, độc đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Chứ không phải sửa cái ngọn là trừng trị những người gây ra bóc lột, hối lộ, tham nhũng của vụ Việt Á test kit. Đây là hình ảnh có tin Ban Chỉ đạo Trung ương đã vào cuộc đối với vụ Việt Á khi đó. Và điều đó dẫn đến làm nhiều người dân cả nước hồi hộp. Nó là con voi to ở trong phòng khách, có nghĩa là chuyện sai phạm sờ sờ ra đó mà ai cũng thấy được và thấy được từ rất lâu. Trước tiên, trách nhiệm trực tiếp là từ chỉ đạo của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và có thể có sự dính líu của Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là cả Bộ Chính trị đã được cùng nhau hát bản tình lờ. Bởi vì sự kiện xảy ra trên toàn quốc khắp 62 tỉnh thành, số tiền bóc lột là rất lớn. Kit mua của Trung Quốc chỉ khoảng 21.000 đồng, tức là chưa đầy 1 đô la, bán với giá từ 400 đến 600.000 đồng, tức là từ 20 đến 30 đô la. Liên quan đến sức khỏe của toàn dân trong mùa đại dịch thì không thể nào là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam không biết được. Trong một thể chế chính trị không có tư pháp độc lập, tức là không có sự thật và công lý, không có báo chí tư nhân độc lập, tức là không bao giờ có sự thật được tìm ra, cho nên hệ thống được chạy bằng sự dối trá, và sự dối trá này là do lỗi hệ thống mà ra. Cũng có thông tin vào hôm 20 tháng 1 cho biết, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt báo chí xuất bản Mừng Xuân Mừng Đảng năm 2022. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp mặt và yêu cầu báo chí phải có tính độc lập, nghĩa là đối kháng với bốn đặc điểm là bầy đàn, khuôn mẫu, ỷ lại và đổ lỗi. Nhưng ông có thay đổi được hay không trong khi chỉ là một thành viên của Bộ Chính trị và không khéo sẽ đi theo con đường của Võ Văn Kiệt, tức là bị loại. Chiều ngày 20 tháng 1, Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học lặp lại ý kiến của ông trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Cùng lúc đó, bộ kit test Việt Á được tung ra thị trường rầm rộ. Ông đặt câu hỏi, vì sao nghe thật là ngây thơ và ngớ ngẩn khi mà ông không dám đụng tới cái điều cấm kỵ là lỗi hệ thống. Nếu không giải quyết được cái lỗi của hệ thống thì không bao giờ giải quyết được cái vấn đề của tham nhũng. Vì có ai dám chỉ trích hay dám phơi bày sự thật ra đâu. Nếu không muốn bị ở tù như nhóm báo sạch như Lê Mạnh Hà, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương hay Phạm Đoan Trang. Cũng là người vừa nhận được giải Martin Ennis 2022, tương tự giải Nobel về nhân quyền vào hôm 19 tháng 1. Hệ thống chính trị tạo ra một giai cấp đứng trên hiến pháp và luật pháp. Giai cấp này tìm cách bảo vệ, che chở cho nhau để hút máu mỡ người dân, làm giàu cho gia đình, tạo cho các sân sau những hoàng tử đỏ. Với tình hình thế giới đầy biến động, với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Việt Nam không thể nào duy trì hệ thống chính trị hiện tại được, mà phải thay đổi để không trở thành một bãi chiến trường. Việt Nam nếu không như Nam Hàn, Đài Loan, thì cũng nên như những quốc gia như Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, để phát triển đất nước, tức là những quốc gia theo chế độ dân chủ, với tất cả các định chế dân chủ như Tây Phương, nhưng theo quy chế trung lập, nhất là trung lập về pháp lý vĩnh viễn như Thụy Sĩ.
Việt Á Thép Kít chỉ là một lỗ hổng trong thùng nước, có đầy lỗ hổng khác. Các lỗ hổng như Việt Á khác đang được che đậy và sẽ tiếp tục nổ ra trong thời gian tới. Bởi vì khi đã là lỗi của hệ thống thì không thể sửa chữa hệ thống được, thì không bao giờ có thể bịt được những lỗi này. Và năm 2022 là năm mà nội bộ của các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam tranh giành quyền lực dữ dội. Khi ông Nguyễn Phú Trọng bước xuống trong hội nghị Trung ương 5 vào thời gian tới đây, hiện người ta thấy phe của ông Vương Đình Huệ và phe của Nguyễn Xuân Phúc cũng đang kịch liệt đấm đá nhau dữ dội. Những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc như FEC, bao gồm ông Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàn Minh, Đỗ Anh Dũng bắt đầu bỏ của chạy lấy người. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh hủy kết quả đấu giá kỷ lục lô đất ở Thủ Thiêm và Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu gây nhiễu loạn thị trường và thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Trong khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thì như mặt trời, mặt trăng, vụ Việt Á Thép Kít bị công an điều tra sau gần 2 năm ăn dày. Ngoài ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đích thân chỉ đạo ngoáy mũi toàn dân, người ta còn nghi ngờ rằng ông Tô Lâm muốn phơi bày sự dính can dự của ông Chính vì Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ nằm dưới quyền điều khiển của ông Chính. Quốc hội bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có sự hiện diện của nhiều phe nhóm trong đảng, cho nên cách sửa lỗi hệ thống dễ nhất là những phe nhóm này trở thành các đảng phái chính trị độc lập và quốc hội bắt đầu có thực quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị nên từ bỏ quyền lực và lui về phía sau để trở thành một đảng chính trị bình thường thay vì lãnh đạo nhà nước như hiện nay. Đảng cũng chỉ nên là một bệ phóng để đảng viên ra tranh cử đúng với bốn vai trò chính yếu của một đảng phái chính trị là đào tạo cán bộ, soạn thảo quốc sách, vận động tranh cử và nhịp cầu giữa chính quyền với quần chúng. Quốc hội nắm quyền và là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Nếu sửa lỗi hệ thống theo cách này thì đảng nào nắm đa số các liên minh được đa số các quốc hội sẽ nắm chính quyền giống như ở Nhật, Úc hay Anh, hệ thống chính trị theo chế độ đại nghị. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ khi đó đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Có được một chính quyền dân chủ thì Việt Nam mới có cái thế để đi vận động các đại cường để yêu cầu họ công nhận Việt Nam theo chế độ trung lập pháp lý vĩnh viễn. Sự trung lập này là những siêu cường cam kết công nhận, chứ không phải là Việt Nam tự tuyên bố chính sách 3-40, cho nên nó có giá trị và bền vững như Thụy Sĩ chẳng hạn. Nhưng những hạm đội tham nhũng trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có cảm thấy là mình đã no đủ rồi và chấp nhận một chế độ như vậy để hạn chế rủi ro và bất chắc hay không? Nó vẫn còn là một dấu hỏi to tướng. Cuối cùng, nghi vấn của công chúng đã được Tổng cục Hải quan xác nhận là chính xác. Que thử COVID-19 mà công ty Việt Á bán cho cơ quan phòng chống dịch bệnh của nhiều địa phương, cơ sở y tế, doanh nghiệp là hàng của Trung Quốc. Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc chỉ có chừng 45-95 sen Mỹ, là khoảng 21.000 đồng Việt Nam mỗi que thử, nhưng giá được Bộ Y tế giới thiệu bán với nhu cầu tham khảo khi đặt hàng tới 470.000 đồng một que. Cho đến giờ, Bộ Công an mới chỉ khởi tố có 19 cá nhân. Ngoài ông Phan Quốc Việt và một số nhân viên công ty Việt Á hay doanh nghiệp liên quan đến công ty này, chỉ mới có một số viên chức phòng chống dịch bệnh ở Hải Dương, Bình Dương, Nghệ An bị khởi tố. Đây là hình ảnh các bị can đã bị khởi tố trong vụ Việt Á. Cũng cần nói thêm là việc khởi tố các viên chức cấp vụ chỉ xảy ra sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tuyên bố đưa vụ án xảy ra ở công ty Việt Á vào diện của Ban Kiểm tra Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tuy nhiên, cần hiểu thế nào là quyết liệt mở rộng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật nào. Khi đến giờ này, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, giờ đang đảm nhận vai trò là Chủ tịch thành phố Hà Nội, vẫn bình an vô sự. Tương tự, chẳng lẽ Học viện Quân y không phải là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không cần bận tâm tìm hiểu và trả lời với công chúng ai cho phép Học viện Quân y liên doanh với những doanh nghiệp như Việt Á để dùng công quỹ nghiên cứu đề tài này
công trình kia rồi đem thành quả phục vụ sự nghiệp của doanh nghiệp là đối tác. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng như thế thì Thủ tướng, người đứng đầu chính phủ có chịu trách nhiệm như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền vẫn ra giả rằng điểm mới chỉnh đốn bao gồm buộc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hay không. Thực tế cho thấy thần tốc xét nghiệm diện rộng không chỉ mở đường cho công ty Việt Á bán hàng Trung Quốc, tạo điều kiện cho các viên chức hữu trách kiếm tiền, mà còn là nguyên nhân khiến hậu quả đại dịch trở nên trầm trọng, dẫn đến cái chết của hàng chục ngàn người dân. Kính mời các bạn xem bản tin Thích Nhất Hạnh và những quan điểm đối chọi khi nói về ông. Sau khi thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời, dư luận đã nổi lên nhiều dòng khen chê khác nhau đối với ông như một nhân vật lịch sử và có yếu tố chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đã có bài phân tích về các quan điểm này trên đài tiếng nói BBC tiếng Anh. Cũng giống như nhiều người Việt Nam không sinh ra ở nước ngoài, tôi đã từng bỡ ngỡ vô cùng khi cái tên Thích Nhất Hạnh nổi tiếng toàn thế giới, nhưng chính mình lại chưa từng nghe nói đến những suốt quãng đời ở quê hương. Cái tên của ông cũng đem đến nhiều cảm xúc vô cùng khác nhau. Và người ta từng cho rằng ông là người ủng hộ Cộng sản. Từ một gia đình trung thành với chính quyền miền Nam cũ của Ngô Đình Diệm, họ kể cho tôi rằng sư ông là người kịch liệt phản đối chiến tranh. Và chính vì tư tưởng phản đối ấy, nhiều người của chính quyền miền Nam ủng hộ sự can thiệp của quân đội Mỹ căm ghét ông. Cho đến tới bây giờ, sư ông vẫn bị coi là Cộng sản nằm vùng, ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng mục sư Martin Luther King trong một cuộc họp báo về chiến tranh Việt Nam ở Chicago vào ngày 31 tháng 5 năm 1966. Với gia đình người Việt tị nạn này, họ có niềm tin chắc chắn rằng câu chuyện tang thương của mình có bàn tay của sư ông. Tuy nhiên, gia đình này cũng phủ nhận lý do sư ông tham gia phản chiến là vì chính quyền thân thiện, thân Thiên Chúa của Ngô Đình Diệm đã thẳng tay đàn áp tăng ni Phật tử. Họ cho rằng đó chỉ là cái cớ để sư ông kêu gọi lật đổ chính quyền. Một số người nói rằng ông là người ngây thơ về chính trị. Cảm xúc thứ hai về sư ông đến từ thế hệ con cháu của gia đình tôi chắc chắn đến tận bây giờ. Đó là những người gốc Việt trẻ tuổi có cơ hội tiếp xúc rộng hơn với thông tin đa chiều và cách nghĩ không còn quá bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương. Trong khuôn viên của một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ, hai anh em cùng đang làm bằng tiến sĩ, mong tôi không nên phán xét cha mẹ họ quá nặng nề. Đối với những người trẻ như họ, sư ông là một nhân vật tôn giáo có tầm vóc quốc tế và cũng như nhiều người đã nhận định có sức ảnh hưởng ngang tầm với Đức Đạt La Lạt Ma. Tuy nhiên, sư ông cũng đồng thời là một người ngây thơ chính trị. Ông đã bị chính quyền Cộng sản của cả ngày xưa lẫn hiện nay ở Việt Nam lợi dụng. Ngoài nước, họ hài lòng với việc tên tuổi của sư ông nâng tầm hình ảnh của Việt Nam trong con mắt của thế giới. Trong nước thì họ ngăn cản sự ảnh hưởng của sư ông, báo đài kiềm chế đưa tin về các hoạt động của sư ông. Chính vì thế, trong nước trước đây không mấy ai biết sư ông nổi tiếng ra sao. Những người trẻ gốc Việt này nhìn thấy sự ngây thơ chính trị của sư ông trong việc hợp tác với chính quyền khi trở về giảng đạo im lặng trước sự can thiệp của chính quyền vào tôn giáo. Chính trị hóa tôn giáo, cản trở tự do tôn giáo. Điều này đối lập hoàn toàn với hình ảnh của sư ông hồi trước năm 1975. Một số người thì cho rằng ông là người tu hành phi chính trị. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu một buổi đi bộ thiền tại Làng Mai ở Pháp vào năm 2014. Đó là phép thiền hành của Làng Mai. Cảm xúc thứ ba gắn với ông là khi tôi tình cờ trò chuyện với một sư cô từng tu tại Làng Mai. Suốt cả chuyến bay dài gần chục tiếng và rất nhiều năm sau đó, sư cô cung cấp cho tôi cái nhìn của người trong cuộc về những vấn đề mà sư ông phải đối mặt. Sau khi miền Nam về tay chính quyền Cộng sản vào năm 1975, chính những người thắng trận theo tư tưởng vô thần lại không trọng dụng và đặt lòng tin vào Thích Nhất Hạnh. Nguyên lý bất bạo động tách tôn giáo ra khỏi chính trị và mơ ước phát triển đạo Bụt thống nhất trở thành nền tảng của đạo đức và lối sống của sư ông không thực sự thuyết phục những người Cộng sản. Kẻ thù của cả hai chiến tuyến đều không coi sư ông
là đồng minh. Cũng theo sư cô, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được coi là cánh tay nối dài của một chính quyền toàn trị. Điều này mâu thuẫn với việc sư ông muốn về quê hương giảng dạy nhưng không muốn trở thành một phần của chế độ chính trị. Trong cuộc gặp với ông Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005, sư ông cũng đề nghị giáo hội nên tách khỏi nhà nước, đại diện của tôn giáo không bị buộc phải có chân trong quốc hội, hội đồng nhân dân, không giữ chức vụ nhà nước, không nhận chỉ thị từ chính phủ. Nguyên tắc tôn giáo phải được độc lập với chính trị và sư ông theo đuổi khiến chính quyền hiện tại đối xử với ông như một cách dè chừng, thậm chí là gián tiếp can thiệp với ý đồ quản chế, và câu chuyện ở tu viện Bát Nhã là một ví dụ như vậy. Trên tờ báo Công an Nhân dân, sau khi đưa ra kiến nghị, sư ông được mô tả như sau. Nhìn nét mặt tự mãn của ông, hầu hết tăng ni xưa kia kính nể ông qua những cuốn sách ông viết bao nhiêu thì giờ cảm thấy thất vọng về ông bấy nhiêu. Khi sư ông khẳng định pháp môn làng Mai độc lập với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, báo Công an Nhân dân thì viết như sau. Ôi trời, ông đưa người của ông vào nhà người ta. Ông quay lấy một góc nấu nướng, ăn uống, ngủ nghề, tắm giặt. Rồi ông bảo góc của ông là góc độc lập. Chuyện sinh hoạt của ông là chuyện nội bộ. Chủ nhà không có quyền can thiệp thì ai chịu nổi. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009. 200 công an giả danh Xã hội Đen đã kéo vào đánh phá và đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tu tập theo pháp môn làng Mai tại tu viện Bát Nhã, xã Ramri, Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Đồ ăn đang nấu sẵn thì họ quăng ra ngoài. Cả song nồi, chảo, gối, ngồi thiền, quần áo, sự kiện đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế lúc bấy giờ. Và cuối cùng, cách thực hành tu tập một cách tối giản, diệt bỏ phần lớn các nghi thức, lễ lạt, sự tôn vinh, danh vọng và uy quyền của sư ông gần như đối chọi với cách mà Phật giáo ở Việt Nam đang được một người dân lĩnh hội. Ví dụ, khi nói về cái chết của mình, sư ông tuyên bố ngay từ khi còn sống là đừng lấy một mớ tro từ hình hài của thầy rồi bỏ vào một trong cái hũ rồi đặt vào trong cái thác không có lý, thầy chỉ là cái nắm tro ấy hay sao? Thầy là một thực tại linh động, đang sống, đang có mặt ở khắp nơi. Trong các sư chú và các sư cô đều có thầy, trong các vị cư sĩ quen biết đều có thầy. Ở chỗ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có pháp đàng, có ăn cơm yên lặng là có thầy. Không được nhốt thầy, bỏ thầy vào trong một cái hũ nhỏ, rồi đặt thầy vào trong một cái thác. Thầy không muốn thầy có một cái thác, tốn đất chùa, vô ích. Sư thầy đàm nguyện đã xây cho thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán, đỡ lỡ sẽ xây xong rồi thì phải ghi lên trước đó mấy chữ rằng trong này không có gì. Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa là ngoài kia cũng không có gì. Và nếu vẫn còn chưa hiểu thì ghi thêm một câu chót rằng nếu có gì thì nó có trong bước chân và hơi thở của bạn. Đem cho của thầy mà giải hết ra ngoài để nuôi cây, nuôi cỏ, cho cỏ cây lớn lên, đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm trò ấy. Người giúp dân gian tìm an lạc, cảm xúc thứ tư tôi được chứng kiến về sự sư ông là khi tôi leo theo học từ thần kinh não bộ tại London. Thiền chánh niệm là một trong những môn tự chọn nhiều sinh viên đăng ký tham gia nhất. Trong khóa học đó, chúng tôi tìm hiểu về các cơ chế hoạt động của não bộ khi thiền định và tác dụng của nó mang lại trị liệu. Đây là hình ảnh các tu sinh ngồi thiền cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thiền đường làng Mai, Thái Lan. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các bài giảng về lý thuyết là Thích Nhất Hạnh. Sư ông được những nhà khoa học hàng đầu thế giới về thần kinh học gọi là một trong những người phát triển thiền chánh niệm. Trong suốt hơn 40 năm, sư ông đã trở thành một trong những tên tuổi được trọng vọng và tôn kính bậc nhất của bức tranh tôn giáo trên thế giới. Nhưng không phải chỉ có vậy, và nó cũng đã tồn tại ngấm sâu phát triển rộng đến mức không còn là một phong trào. Ngoài biên giới Việt Nam, thiền chánh niệm được nhắc đến như một lối sống. Nó đã vượt ra ngoài các ranh giới của tâm linh, trở thành một phần của ý niệm và hành động thường ngày trong văn hóa, xã hội, kinh doanh, giáo dục, quân sự và chính trị của phần lớn dân số trên thế giới. Ngày càng nhiều các chương trình học và thực hiện
hành thiền chánh niệm được lồng vào các hoạt động thường ngày của các nhà kinh doanh, tướng lĩnh quân đội, nghệ sĩ và thậm chí cả các em học sinh trên khắp thế giới. 23% thanh niên trên thế giới thế hệ Z, tức là sinh sau năm 2000, từng tập thiền. Nhiều công ty mua app cho nhân viên xây dựng vào các phòng thiền. Họ tính ra khi nhân viên có chánh niệm, sức khỏe tốt hơn, năng suất tăng lên, mang lại lợi nhuận thêm vài ngàn đô la mỗi năm trên mỗi đầu người. Khi tôi đến thăm một trường tiểu học ở Anh, trước một tiết học mới, các bé thường được hướng dẫn nằm trên sàn nhà với con gấu bông đặt trên bụng, theo dõi hơi thở và sự chuyển động của cơ thể. Cùng với đại dịch, thiền chánh niệm ngày càng trở thành một phần của cuộc sống giúp chống trả lại hậu quả mất mát. 34% các app được mua nhiều nhất ở Mỹ là các app về thiền. Đây là hình ảnh căn nhà trong tu viện Làng Mai, Thái Lan, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh sống trước khi trở về và qua đời tại Việt Nam. Một trong những lý do thiền chánh niệm được tiếp nhận mạnh mẽ như vậy là bởi sư ông đã lan tỏa nó bằng hàng trăm cái đầu sách đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách Sống như Phật, Sống như Chúa bán ra hàng triệu bản. Sư ông không khuyên ai bỏ đạo và các khóa tu ở Pháp luôn có người từ đủ các tôn giáo khác nhau tham dự. Điều sư ông lan tỏa không phải là một tôn giáo mà một phương pháp sống dùng yêu thương để kết nối muôn loài. Sophia và sư ông. Thiền chánh niệm qua lời dạy của sư ông trở thành những điều giản dị ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể làm. Đó là tìm sự an lạc trong từng khoảnh khắc hiện tại. Khi rửa bát thì cảm nhận được dòng nước mềm mại ở tay. Khi đi bộ thì biết mỗi bước chân mình đang hôn lên mặt đất. Nhiều bạn bè Hồi giáo của tôi thiền chánh niệm trong từng động tác cầu nguyện Chúa Trời. Dù cái tên của sư ông đem lại khá nhiều tâm trạng và ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với cá nhân tôi, cái tên Thích Nhất Hạnh bất ngờ đọng lại một cách bất ngờ đáng nhớ nhất khi tôi theo dõi sự ra đời của con robot. Mấy năm trước, cô gái robot siêu hiện đại Sophia xuất hiện và làm chấn động thế giới công nghệ. Cô có khả năng tư duy độc lập rất giống con người. Trong buổi phỏng vấn ra mắt, cô đã trả lời như sau. Sophia, chào cô, đã đến với thế giới loài người, cô có vui không? Anh nói, như thể cuộc đời là cần phải vui vậy. Tôi đã sống đủ lâu đâu, nên tôi không thể nói trước. Tôi chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, tôi rất vui. Nhiều người cho rằng, vui ngay lúc này là điều tuyệt vời nhất. Có phải vì tương lai và vì mãi mãi thật ra chỉ là phép cộng của những khoảnh khắc an lạc trong hiện tại